Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT của Chi. Hôm nay mình lên tiếp cho anh em một cặp lo Bo 301 Series 5. Hôm nay là có một cặp lo về tiếp tục. Thì cặp này hôm qua là mình phối, mình ghép với cái con Amply 203XG Jaguar đời 205, đánh tiếng rất hay nha anh em. Thì lo này tình trạng là còn đẹp, ngoại hình đẹp nè, và lo bass chép đều còn riêng hết. Đó. Dòng Bo 301 CD5 lo Mỹ nha anh em. Khung cảnh góc đằng sau đây. Chiếc này chiếc led là chiếc bên trái. Lo 3 đường tiếng. Đây là Made in Mexico. Tem chữ còn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan cho các bạn xem trước, rồi mình sẽ cho các bạn xem nội thất. Anh em nào đang cần tìm một cặp lo hàng xịn cao cấp, thương hiệu lớn như cặp lo Bo này thì anh em có thể tham khảo cái mẫu lo hiện tại em đang quay. Ở lưới ê căng đầy đủ và còn rất là đẹp. Nói chung lo hình thức còn rất đẹp nha. Và còn rin bass trung chép. Lo này 3 đường tiếng, một bass, một chép và một cái trung ở đằng sau. Dòng CD5 này là hàng dễ sử dụng, mình có thể là nghe nhạc và karaoke. Với công suất cho ra tối đa của cặp lo là 150W. Ê căng này các bạn. Ta dùng để mà ghép cho gia đình phòng nhỏ nhỏ là những cặp này đánh thể hiện cái chất âm rất là tuyệt vời. Ê căng zin. Trên cái này lời nó sẽ có một cái dãy số chữ đây. Là trên cái ê căng. Các bạn thấy ha. Và nó sẽ có một cái lớp keo dư, keo phun vòng vòng như thế này. Mũ rất dày và cái độ bóng. Tem túm đồ lại không được nha anh em. Có cái mơ giải này nè, người ta làm nó căng cực kỳ, mình túm lại không được một cái. Rồi mình sẽ tháo chiếc ê căng bên đây luôn. Ê căng còn nguyên dạng. Đó. Không rách không gì hết ha. Đó, các bạn thấy mũ của lo xịn là nó làm nó đen bóng. Giờ mình thấy cái màu nó chất lượng ha. Rồi, hàng cà lưới ok. Bây giờ mình sẽ soi cho các bạn xem từng cái lo. Thì cái màn này nó có cái màu là màu đen đen xanh xanh. Đen xanh. Viền. Viền là viền bằng mũ nha anh em. Đó, viền bằng mốt mũ màu này kêu bằng màu hạt dẻ vàng vàng nâu nâu. Rồi, để mình tháo cái điện thoại ra quay cho dễ hơn, hơi mờ ha. Rồi tiếp đến một cái loa chép, để mình mở lát lên đi. Đó, loa chép nè, chép zin nha anh em. Không dách đâu còn đẹp. Ê căng đầu lưới. Cái đề can đầu còn nguyên à. Rồi giờ ở đây có một cái lo trung đằng sau nữa. 3 đường tiếng. Chiếc bên đây chiếc Rai model 301 series 5 là cái dấu la mã chữ V. Made in Mexico nè anh em. Nó lo Mỹ xịn ha. Lo này có công suất từ 10 đến 150W lực một channel. Từ 4 đến 8 ohm. Ở đây ghi 75W. 6 ohm là cái gì đó. Cái này mình không rành. Để mình kiếm thêm thông tin rồi mình sẽ phân tích cái dòng đó sao.
thì anh em nào xem mà có biết thì mình góp ý bình luận giùm em ha. Rồi coi cái chiếc còn lại, màn đồ còn đẹp, không có trầy xước, lo thì bao riêng rồi. Trép đây, à, trép viên có tẩm dầu nhẹ nghe nè, thùng nè. À, thì hiện tại cặp lo này là mình đang bán với cái giá là 4.800.000 đồng, chưa bao gồm phí ship, cho một cặp lo bô 301 CD5 hình thức còn đẹp như thế này. Đây là lo trung ở đằng sau, chạm lo. Giờ các bạn thấy cái mũ của cái lo bót nè, nó mũ người ta làm là nó bóng, đen bóng ha, và nó rất là chắc. Hai chiếc trùng seri nha anh em, 00041AB. Đó, hai chiếc, chiếc trái chiếc phải trùng một cặp em nói luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo bên trong cho các bạn xem luôn. Này, tháo ra bên trong xem mọi người. Đó, quay cận cảnh ha. Rồi cấu hình lo, khung sườn còn rất mới nha anh em. Đó. Trên cái đáy hiện có một cái tem, và ở đây có ghi chữ Mexico nữa nè. Bót Mỹ xịn Mexico ha. Trên cái màn có một dãy số. Đó, đẹp chưa? Cái lo bát còn quá đẹp anh em. Rồi, ở đây có một cái tụ nữa ha. Rồi xem bên trong. Bên trong thùng thì hơi dơ dơ tí xíu. Cái này là cái mấy cái đụng của cái bọc dây điện nè. Đó, bọc của cái dây lo đó. Đánh sử dụng lâu năm thì nó sẽ rụng rời ra. Và bên trong thùng chúng ta ngửi thì có nghe mùi hương thơm thơm nhẹ nhẹ. Tụ bóng đèn, dây điện có bọc ha, một mút. Và cái lo đó là lo trung đó anh em. Đó, cái quả lo trung ha, lo kép nằm ở đây. Đây, lo kép. Lo bắp trung chép bao đinh. Rồi đến chiếc thứ hai, khung sườn cũng còn đẹp luôn. À, chiếc thứ hai, khung sườn keng Mexico này. Rồi mình sẽ coi cái cẩu lo, cái cẩu dính với cái màn nhện liền lạc zin ha. Cái đó có hai có sữa thì mình nhìn dấu đó là người ta sẽ đổ keo lại hoặc là người ta sẽ chế keo AB. Dây râu rất to nghe nè, nè râu bạc. Cái màn này cũng có một dãy số luôn. Đó, được riêng ha. Rồi, kế tiếp sẽ soi bên trong. Đó, cái màn chúng ta thấy có sần sần nghe nè. Đó, màn cái mặt dưới là nó có dấu găng. Rồi, cái lo yên rồi mình sẽ quay bên trong. Thì bên trong cũng như cái kia, có một tụ và một bóng đèn. Đây thêm cái tụ nữa. Và có một cái tấm gòn sợi hy tinh. Đó, đó là lo trung. Lo trung nằm đằng sau. Rồi mình sẽ coi lo chép. Đó, lo chép. Green, lo bao green là bát trung chép nguyên bản. Rồi bây giờ là mình test cho các bạn nghe chất âm của cặp lo Bo 301 ngày hôm nay.
đang phối qua một con amply là Arirang. Amply này còn rất là đẹp nha. Những cái dòng này thì mình cũng rất là dễ ghép lo, tại công suất của cái lo bô này nó cũng khá, nó tới 150W lần. Thì mình phối cho các bạn nghe chắc âm rồi sẽ kết thúc clip. Đó, bác nào gần xa xem mà ưng cái mẫu lo xịn cao cấp của thương hiệu lớn này, thương hiệu Bô Mỹ, thì anh em nhắc điện thoại lên liên hệ mình nha anh em. Hiện tại cặp lo này báo giá lại cho anh em là giá 4.800.000 đồng. Rồi, lên nhạc. Cho cái chất âm ra rất là tuyệt vời, bass, chép rõ ràng. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy từng chép, từng mức chép lên rồi sẽ lên bass cho anh em nghe kỹ hơn. Chép. Âm thanh chép cho ra rất nhuyễn anh em. Rồi mình sẽ lên bass. Đánh quá khác các bạn ơi, phải công nhận nó dòng lo này kích thước nhỏ gọn nhưng mà nó cho cái công suất nội công rất là lực. Rồi clip thì mình test cho các bạn xem là tới đây kết thúc. Nếu mà anh em xem thấy thích những cái mẫu hàng mình đăng up lên thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho shop nha anh em. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.